Xin chào mọi người nhé. Đây là cái một số cây mình đã ghép được rồi. Như lần trước mình cũng đã có một clip mà quá trình mình hướng dẫn ghép cam quýt đấy. Đấy, thì các bạn thấy đấy là những cái cây mà cái chồi ghép nó đã lên ra. Đấy, như các bạn thấy. Đấy, như đây là cái giống quýt PQ nhé. Đấy, chúng ta quan sát, đây là cái vị trí cái mắt ghép lần trước của mình. Đấy, tại vì mình ghép ở thời điểm nó là mưa thường xuyên cho nên là với mình chia ra mấy đợt ghép cho nên là cái tỷ lệ lên của nó là không đồng đều. Đấy, còn đây là lửa ghép đầu tiên của mình này. Thì hiện tại là tốt thế này đây này. Đấy. Đấy. Đây, và cái lửa này là lửa ghép phía sau nữa. Thì nó đang đâm chồi thế này đây. Đây là cái cây bưởi đường. Mình có ghép được một số cây bưởi đường ở đây. Đấy. Đấy. Còn đây là cái giống quýt chó hay là gọi là quýt đỏ ở Nghệ An mình. Cái giống quýt này thì thực ra lên quả nó cũng không to lắm, quả nó vừa phải thôi, khoảng tầm bằng quả trứng gà thôi, nhưng mà mùi quýt của nó khi ăn rất là thơm và nó có vị ngọt thanh nhé. Nên nó không, nó có vị ngọt thanh nhé. Và bạn nào có nhu cầu mua cái loại cây giống này thì có thể là gọi cho mình. Đấy, hiện tại cũng đã có một số cây đã có thể sắp đem đi trồng được rồi. Như đây, những cái cây này. Thấy cái quả cây của cái loại quýt này nhé. Đấy, cái quả của nó này, quả thế này đây. Đấy. Đây cây là nó nhỏ, này nhưng mà quả nó cũng là nhiều lắm rồi. Đây, đây là quả ra bỏ năm đầu tiên của nó. Quả ra bỏ năm đấy, càng thấy đấy tiết là năm đầu tiên ra bỏ nhưng quả thực sự nó rất là nhiều đấy. Cái giống quýt này thì có gọi là quả nó đặc trưng quả sai quả và cái mùi thơm của nó là đầm vị quýt chứ không giống như một số loại quýt là mùi của nó không được thơm nhất tại vì nó lai tạo rất là nhiều rồi nên nó không được thơm, không được nguyên chất nữa. Còn cái giống quýt này thì cực kỳ thơm luôn. Và như ở vùng của mình thì lúc mà người ta nấu thịt chó thì người ta hay để bỏ cái lá quýt này vào tại vì lá nó rất thơm, hoặc là quá trình nướng thịt người ta cũng có thể bỏ cái lá quýt này vào, nó cực kỳ thơm luôn. Họ giống thơm giống như kiểu lá mốc mật đấy.